Ngoài chuẩn trong trường hợp này là một n hoặc không n vẫn cũng đúng, nó optional đúng không ạ, không cần bắt buộc. Nếu mà thường là một sản phẩm thì có thể tạo bởi một nhà sản xuất, thực ra thì thực tế thì có thể là nhiều, nhưng mà mình làm đơn giản thì nó làm theo kiểu mô hình đơn giản ấy thì nó sẽ là một, thì nó sẽ đơn giản. Còn nếu mà theo nhiều thì nó bài toán nó phức tạp, theo kiểu n n thì nó phức tạp hơn. Thì các bạn sẽ thấy là mối quan hệ giữa nhà sản xuất với sản phẩm nó sẽ là mối quan hệ một n, hoặc giống như bạn kia vừa nãy nói thì có thể không n, tức là chỉ là không, chính xác là không phải không n đâu, mà nó là nó vẫn là một n thôi, nghĩa em chỉ là một thằng có thể tạo được hoặc không tạo được sản phẩm nào. Thì cái vừa rồi mình nói về cái vụ một n ấy, tức là sao, tức là sản phẩm sẽ luôn phải lưu lại mã nhà sản xuất, phải luôn có mã nhà sản xuất ở trong bảng sản phẩm để mà hiểu được là thằng nào là thằng tạo ra nó. Không phải là nhà sản xuất có mã sản phẩm đó nhé, bởi vì nhà sản xuất mà lưu lại mã sản phẩm thì thằng nhà sản xuất đấy lại lưu lại quá nhiều cái sản phẩm, theo kiểu là cột đấy nó sẽ thành cột đa trị thì không tốt, mà phải là sản phẩm lưu lại mã nhà sản xuất, đúng không ạ? Cái này hình như hồi mình dạy về SQL về lớp với sinh viên thì chắc mình nói qua các bạn rồi. Bây giờ thì sản phẩm thường hay mình sẽ lưu lại thêm mã này, tên này, ảnh này, giá này. Cơ bản là như thế. Có thể thêm số lượng cũng được, nhưng mà mình khuyên là các bạn làm đơn giản thì các bạn không nên thêm số lượng. Tại sao? Vì số lượng là số lượng các bạn nhập về hay là số lượng đang còn trong kho. Và nếu mà các bạn thêm số lượng là các bạn sẽ phải làm là khi mà giả sử mình làm trang web bán hàng đúng không ạ? À, khi mà khách hàng đặt hàng các bạn phải thêm một cái đoạn để kiểm tra xem số lượng nó có đủ thỏa mãn để mà các bạn bán sản phẩm đấy không. Thế nên là mình tạm bỏ qua số lượng, cứ cứ coi như là số lượng của sản phẩm này là thoải mái đi, mình đặt bao nhiêu thì mình đều có thể sản xuất được, đều có thể bán được. Còn nếu mà các bạn lưu lại số lượng thì các bạn sẽ phải thêm cái đoạn code để kiểm tra xem là có đủ số lượng để bán hay không, số lượng còn trong kho này hay vân vân vân, thì bài toán này nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều, nó phức tạp hơn đấy, bởi vì không phải mỗi kiểm tra như thế đâu nhé. Giả sử là các bạn bán đứt được một sản phẩm, ví dụ giả sử lúc đầu số lượng trong kho của các bạn là 10 đúng không ạ, xong rồi có một bạn đặt đơn là đặt 5 cái đúng không ạ, thì rõ ràng là các bạn sẽ phải cập nhật số lượng lại trong kho lại thành còn 5 chẳng hạn đúng không. Nhưng mà giả sử là cái khách hàng kia lại hủy cái đơn này đi thì các bạn lại phải mất thêm một đoạn code nữa để cập nhật lại số lượng, đúng không ạ? Các bạn hiểu ý mình không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là sẽ phải làm thêm đoạn code và kiểm tra khá nhiều cái đoạn số lượng là cập nhật lại số lượng nữa. Nên là cái bài toán đấy nó hơi bị nghiệp vụ một tí và phức tạp hơn một tí, thì mình nghĩ là đẩy sang đồ án 2 nó sẽ phù hợp hơn. Còn đồ án 1 thì mình cứ làm đơn giản như kiểu là hiển thị ra được sản phẩm cho khách hàng đặt, đặt được nhiều sản phẩm các thứ thứ vân 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 là được rồi, là thành công rồi. Cái này tương đối này, 5 5 cột này. À đúng rồi, còn mô tả nữa đúng không ạ? Sản phẩm phải có mô tả chứ. Ông không phải nhìn mỗi cái ảnh xong ông xem giá xong rồi ông đặt được đúng không ạ? Sửa 6 đi. Không không. Cái trigger nó là cái bên nâng cao ấy, thì mình sẽ không dạy, mình không dạy các bạn sử dụng mấy cái SQL nâng cao à chuyên sâu mà mình đã từng dạy các bạn ở trong cái về thực tế, thì mình đã từng nói là thực tế thực ra ít công ty áp dụng mấy cái đấy, chỉ có áp dụng mỗi view nữa cả index trong dự án thực tế thôi. Còn trigger này hay là procedure thì ít công ty áp dụng, mà người ta sẽ ghi thẳng vào trong code để xử lý chứ không xử lý ở trên DB như thế. Mình dạy cho các bạn thì các bạn biết thôi.
Name này, name cứ để 50 thoải mái rồi. Sau đó thì ở đây là ảnh. Ảnh này thì có bạn bảo muốn lưu lại nhiều ảnh. Nhưng mà lưu lại nhiều ảnh thì nó sẽ phải đa trị, đúng không ạ? Mình đang lưu lại theo kiểu là đơn trị là chỉ có một ảnh thôi, tạm chấp nhận như thế. Giá price này, có để float cũng được. Mô tả, description, tôi cho nhớ viết viết cái này nữa cơ. Đây như này, dạng text này. Và manufacturer ID này, kiểu in này. Ok, trông vẻ đúng rồi đấy. Và để như vừa nãy bạn kia nói về khóa khóa ngoại. Khóa ngoại thì các bạn sẽ ấn vào relation view ở đây này. Rồi các bạn sẽ tạo khóa ngoại cho nó. Sẽ là kiểu nối cột manufacturer này. Nối bảng manufacturer tại nó sẽ gợi ý đây cột ID hoặc ở đây có thêm cột name bởi vì cột name là unique thì các bạn vẫn thể nối được nhưng không ai nối ở đấy cả. Đó thì bây giờ nó sẽ có ràng buộc khóa ngoại đúng không ạ? Nghĩa là khi mà nhà sản xuất nào mà có sản phẩm rồi thì khi mà xóa nhà sản xuất đấy đi sẽ bị cảnh báo làm chỉ là không được phép xóa. Đại khái như thế. Ok. Bây giờ thì mình sẽ thứ nhất là mình sẽ thêm vào trong menu. Thêm vào trong menu, các bạn nhớ menu không ạ? Mình sẽ có cái hôm trước mình có cái vụ menu ở đây là quản lý nhà sản xuất, bây giờ mình sẽ thêm quản lý sản phẩm đúng không ạ? Và đổi đây sẽ là product như này. Rồi mình bấm vào này, không tìm thấy vì chưa có tạo đúng không ạ? Mình sẽ tạo folder là product này. Hôm nay mình sẽ code nhanh hơn rất nhiều so với hôm trước nhé, bởi vì mình hai hôm để ôn rồi đúng không ạ? Index.pp này. Đây sẽ là thẻ A1 là quản lý sản phẩm. Mình sẽ có PP ở trên require menu file menu nằm ngoài như này. Mình sẽ có table này. Mình cần kết nối cơ sở liệu đã đúng không ạ? Kết nối cơ sở liệu để mà hiển thị toàn bộ các sản phẩm thì sẽ là lại thêm require connect.pp này. Rồi câu SQL sẽ là select sao from product. Kết quả trả về này. ID à nhập mã đúng không ạ? Mã tên ảnh giá. Thứ là mô tả thì các bạn không cần hiển thị vì mô tả nó rất là dài. Các bạn nên bấm vào xem chi tiết thì hơn. Đại khái như thế. Đây mình sẽ là for x ở đây này. Từng kết quả này. Này là ID này, name này, ô tô này và price là giá chẳng hạn. Không biết các bạn nhìn code có nhìn rõ không nhỉ? Đấy, mình sẽ để này nhìn nó rõ nhá. Trang này không có gì, bởi chưa có sản phẩm gì cả. Đấy, bây giờ mình sẽ có thẻ A thêm form insert.pp
HTML. Mình sẽ copy cái đoạn này. Đây sẽ có tên input tag. Lần này mình sẽ dạy cho các bạn luôn cả upload được file ảnh lên luôn đúng không ạ? Giá này anh giá mô tả còn gì nữa nhỉ? À rồi, nhà sản xuất đúng không ạ? Ở đây mô tả thì nó sẽ description. Tôi quên cách viết cái chữ description rồi. Description. Tôi toàn không nhớ cách viết cái từ đấy, trông dài vãi. Manufacture ID. Đoạn này các bạn sẽ thấy là trước 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 hết ấy, thì các bạn sẽ thấy khó chịu ở cái đoạn này. Đó là phần nhà sản xuất này này. Các bạn sẽ phải nhập lại cái đúng ID của cái nhà sản xuất. Thực ra là người dùng không nhớ được ID của nhà sản xuất nó là gì đâu, đúng không ạ? Nên cái đoạn này không nên để cho cái ô input nhập như này. Đấy do mình có cái đoạn select ở trên này này. Mình sẽ là select thường người ta sẽ select toàn bộ. Toàn bộ nhà sản xuất ở đây. Sau đó thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ có cái ô select option ở đây này. Và mình sẽ còn name nó là manufacturer đúng không ạ? ID. Và mình sẽ vòng lặp for x như này. Và mình sẽ và có bao nhiêu thằng nhà sản xuất thì mình sẽ in là bấy nhiêu option ở đây như này. Và value của cái từng option đấy bản chất nó lại là từng ID của cái nhà sản xuất chứ không phải từng name của nhà sản xuất. Đấy, nó sẽ kiểu như này này. Để khi mà mình bấm vào mình chọn cái gì đó như này chẳng hạn, mình có bấm thêm này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ chuyển lên thành địa chỉ có là ID bằng 6 này hoặc là ID bằng 1, đại khái như thế. Như này, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo là thứ nhất là phải để method của cái form này sẽ là method là post đúng không ạ? Và action thì sẽ nhảy lên cái file là process insert này. Và còn thêm một cái nữa, đó là nếu mà file file ảnh như này đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải thêm một cái đoạn nữa là mã hóa nó encrypt. Tôi không nhớ nó lắm đâu. Các bạn thường hay tra encrypt HTML form như này thì nó sẽ ra. Các bạn copy đoạn này là được. Đoạn này nó là gì? Nó ám chỉ để cho phép các bạn trong form có thể truyền lên được file. Đấy. Và phải tải lại đúng không ạ? Để tải được lên file rồi, các thứ thứ rồi. Trông có vẻ tương đối ổn. Rồi mình sẽ nhập nha. iPhone đúng không ạ? Giá 10 cái ảnh. Ảnh. Còn rất nhiều ảnh. Đấy, kiểu như này chẳng hạn. Đúng rồi, dùng mấy cái kia thì tốc độ truy vấn hay các thứ mọi thứ sẽ nhanh nhưng mà quan trọng là bây giờ khi mà lưu lại cái đấy trong database thì
người đi người sau ấy, người ấy sẽ không biết được. Đột nhiên là tự nhiên ông chạy một cái gì đó, tự nhiên cái kia nó lập tức được chặn, mà trong khi đó mò cốt mãi không thấy thì ông sẽ thắc mắc và rất khó để sửa. Không không biết thì không sửa được. Thành ra bây giờ ít công ty áp dụng kiểu đấy. Đây sẽ là táo cắn dở này. Đây, chẳng hạn. Rồi bấm thêm. Đương nhiên bây giờ chưa thêm được đúng không ạ? Rồi mình sẽ là tạo file mới này. Mình bỏ qua vụ vai date các thứ thứ nhá. Các bạn sẽ phải tự làm vai date các thứ nhá. Mình sẽ là name này bằng đô la post name này. Ảnh này. Đúng không ạ? Ảnh giá mô tả nhà xuất. Còn thiếu gì không nhỉ? 1 2 3 4 5. Ừ, hình như vừa nãy 5 cột thì phải. Photo đúng không ạ? Price. Description. Hình như đúng. Manual. Sure. ID. Nhưng mà cái đoạn này các bạn thấy là riêng cái file này này, khi mà truyền lên các bạn sẽ không dùng được cái đô la post kiểu này đâu, các bạn sẽ phải dùng nó là file như này, tự nhiên phải thêm chữ S nữa cơ thì nó mới ra là đúng được đúng không ạ? Và đấy cái thứ nhất. Thứ hai là khi truyền file lên như này, như mình đã từng nói các bạn nếu mà chưa nhớ thì các bạn bây giờ mình nhắc lại này, cái localhost này chính là con máy ảo đúng không ạ? Cái file mình vừa chọn lại từ trên cái con máy thật của mình, tức là máy, ví dụ máy khách hàng đúng không ạ? Máy khách hàng đẩy cái file ảnh đấy lên con máy ảo như này, phải đẩy file lên và mình lưu lại cái file đấy ở trên trên con máy ảo của mình. Tại sao lại phải làm thế ạ? Mình cần lưu lại và cái ảnh đấy vào trong thư mục code của mình này, lưu lại ở trong cái con máy ảo của mình. Giả sử con máy ảo của mình bây giờ trong trường hợp này nó có server tên là G2 School đúng không ạ? Bởi vì à, nếu mình không lưu lại thì mình sẽ không không thể có thể lần sau có thể truy cập được cái file ảnh từ trên máy khách hàng nữa đúng không ạ? Đơn giản đấy thôi, nghĩa là khách hàng đăng ảnh lên thì mình phải lưu lại để mà lần sau mình hiển thị lại ra cái ảnh ấy đúng không ạ? Mình không thể kết nối đến cái ảnh đấy lần nữa ở trên máy khách hàng được đúng không ạ? Mình chỉ có thể lưu lại trên 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 chính máy, trên gọi là trên server của mình để mình hiển thị ra. Nó giống như kiểu bây giờ mấy ông đăng ảnh lên Facebook ấy, bản chất là Facebook nó sẽ lưu lại ảnh của ông ở trên máy chủ của nó để mà khi mà ông đăng nhập bằng máy khác thì ông cũng xem được ảnh của ông đúng không ạ? Người khác cũng thể xem được ảnh của ông, bởi sao? Ảnh đấy đang công khai ở trên máy chủ của nó, đơn giản thế thôi đúng không ạ? Thì cái việc lấy cái ảnh đấy lên thì tất cả mình sẽ phải dùng cái hàm hàm khi mà cái file này được đăng lên nó sẽ luôn nằm ở trong thư mục gọi là tem đó, thư mục tem, tức là thư mục tạm thời, nó chưa hề được lưu lại ở trong cái server của mình. Các bạn thấy là đâu làm gì có cái ảnh nào ở đây đâu đúng không ạ? Mình thứ nhất là mình nên tạo một cái thư mục để mà chứa cái ảnh đấy, thay vì kiểu lưu bừa ở bất kỳ đâu thì nó sẽ bị về sau nó nhiều ảnh quá nó sẽ rác, nên các bạn nên lưu lại ở trong một thư mục. Thường là mình sẽ lưu lại ở thư mục và đây giả sử trong trường hợp này mình tạo một thư mục nữa tên là thư mục folder chẳng hạn, à photo chẳng hạn. Mình nghĩ mình nên tống ở đâu nhỉ? Bởi vì bản chất là bên này bên admin này, bên này bên admin mình tống thư mục ảnh ở cứ cho ở đây đi, giả sử cứ tạm ở đây nhé, thì photo như này đúng không ạ? Đấy, mình sẽ về sau sẽ tống hết ảnh vào trong thư mục photo này. Và cái như mình vừa nói là cái thư mục à, khi mà ảnh được đẩy lên nó luôn lưu vào trong thư mục tạm thời này, mình phải chuyển cái ảnh ở thư mục tạm thời gần như là copy nó hoặc là chuyển nó vào cái thư mục photo này, nên là sẽ có khái niệm là dùng cái hàm move move file đấy, kiểu như thế. Thực ra mình đang
nói về cái kiểu mặt nghiệp vụ đấy thôi, rồi cả tôi cũng không nhớ toàn bộ code để làm đâu, nên tôi thường hay lên đây để copy code, upload file pp w3 school đấy, mấy ông sẽ lên đây để copy code. Đầu tiên thì ở trên này nó hướng dẫn đầy đủ ấy. Đầu tiên là các bạn phải chỉnh là phải cho upload file này. Thường là server nó đôi khi là, nếu các bạn thuê hosting thường là nó sẽ tắt cái này đi chẳng hạn. Nếu mà Lagon hay Sampi các bạn cài thường hay, cái này thường hay được mở rồi nên các bạn không cần phải quan tâm nữa. Tiếp theo là có cái form để mà truyền file lên này đúng không ạ? Sau đó thì đây là đoạn code. Đoạn code này là đoạn code rất là cơ bản, là chỉ đơn giản là có thư mục này, sau đó thì lấy tên file này. Sau đó thì cái đoạn này thì code là để mà kiểu nói chung là sửa lại tên file các thứ, sau đó thì vân 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 vân, kiểm tra xem file có đúng là file ảnh hay không. File sau đó thì đây là đúng rồi, có đúng là file ảnh hay không này. Đấy các thứ. Thực ra là kéo xuống dưới này thì các bạn sẽ thấy là ở đây người ta đã ghi hẳn đoạn code rất là dài từ đầu đến cuối. Code là để mà kiểm tra xem file phải file ảnh hay không này, file đã tồn tại hay chưa này, độ dài của dung lượng của file còn lớn hay không này. Đấy, xong rồi có đúng định dạng ảnh hay không này. Đấy như này. Thực ra là nếu mà các bạn không cần phải validate kỹ quá như này thì nó rất là ngắn, nó sẽ chỉ có một đoạn ngắn này thôi, để tôi cho ông xem. Nó sẽ chỉ dùng hàm này để chuyển file thôi này. Thế thôi. Thì cái tag get file này chính là cái file file mình sẽ kiểu lưu lại nó ở đâu. Đợi mình tí. Mình kéo. Ok. Nó sẽ lưu lại file ở đâu? Cái file này như mình vừa nói mình sẽ lưu lại ở trong thư mục photo đúng không ạ? Giả sử mình sẽ có folder là folder, mình viết đúng nhỉ? Folder. Đúng rồi, viết đúng rồi. Lâu không động vào tiếng Anh ngáo không ạ? Phải gạch chéo nhá, bác bổ thêm gạch chéo nhá. Đây là thư mục mà mình sẽ lưu vào đúng không ạ? Tiếp theo là tên của cái file đấy. Bản thân cái file đăng lên thì các bạn phải lấy tên được cái file. Thì tên file nó sẽ là gì? Các bạn xem qua đây này. Đây, tên file nó sẽ là cái đoạn này. Đấy, nó sẽ là thư mục này kết hợp với cái file truyền lên như này. Ở đây trong trường hợp file mình truyền lên nó sẽ là cái đoạn này thôi. Photo này mình sẽ lấy base name, tức là lấy cái tên gốc của nó. Đợi đợi mình tí nhá. Ở đây nó có kiểm tra cả đuôi định dạng à? Không 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 cần, không cần quan tâm. Mình thử đai cái tên của file cho bạn xem nhé. Đó, các bạn sẽ thấy là file nó sẽ kiểu nó sẽ lưu lại ở trong cái đường dẫn là như này. Mình đang cần phải lấy được cái đường dẫn mà. Đây chính là đường dẫn của file đấy. File nó sẽ có đường dẫn là như này. Là nằm trong thư mục photo này, và tên gốc của nó là như nào, đuôi file nó như nào, như này. Ok, thì ở đây mình nếu mà đặt tên chuẩn hơn thì phải path file, tức là đường dẫn của file nó chuẩn hơn là như này. Cái này đổi photo lại thành đoạn này là được. Đây, file lúc đầu sẽ nằm ở trong thư mục tạm thời nhé, sau đó thì chuyển vào cái file như kia là xong. Đây, tôi thử chạy thử mấy ông xem này, có ảnh rồi. Ok chưa? Nhưng đây sẽ có nhược điểm, nó sẽ có nhược điểm. Bởi vì do cái ảnh vừa rồi của mình, nếu các bạn để ý cái ảnh của mình vừa rồi của mình nó tên nó là như này.
Tên nó thực ra là một con số ngẫu nhiên gì đó rồi. Đây tôi cho ông xem lại ảnh. Bây giờ tôi giả sử tôi đổi cái tên file này tên là a.png chẳng hạn. Đúng không ạ? a.png nhé. Tôi chọn lại cái file a.png này. Đây. Tôi ấn vào thêm này. Mấy ông sẽ thấy là nó ra được cái ảnh a.png đúng không ạ? Nghĩa là lấy được đúng cái tên gốc của cái file ảnh đúng không ạ? Ok. Bây giờ tôi đổi cái file ảnh này tên là B và tôi đổi ảnh khác tên là A chẳng hạn. Đây chắc là ảnh khác đúng không ạ? Đấy. Tôi lại chọn lại cái ảnh là a.png này. Đây chắc là ảnh khác chẳng qua trùng tên đúng không ạ? Bấm vào này. Mấy ông thấy nó đã bị ghi đè lên bằng cái ảnh khác. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản thôi, bởi vì nó trùng tên. Đúng không ạ? Thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà không nên. Không nên. Đó là chỉ các bạn nếu mà vẫn giữ nguyên cái tên file ảnh mà khách hàng đẩy lên ấy, chắc chắn là ảnh đấy có thể bị trùng tên và nó sẽ ghi đè lên như thế. Và ghi đè lên như thế là hỏng rồi, đúng không ạ? Vì người dùng đặt tên sẽ rất là linh tinh, đúng không ạ? Thế nên là mình cách làm của mình là làm sao cho cái tên file của nó không bị trùng. Mà thường không bị trùng thì có thể là chơi theo cách là lấy theo thời gian hiện tại. Theo kiểu mini giây ấy, thì nó sẽ không bao giờ, sẽ rất hiếm trường hợp trùng. Không có chuyện là hai ông admin cùng đăng vào cùng cái mini giây đấy cả. Đúng không ạ? Thế cách để lấy theo mini giây, mình sẽ đặt tên file nó sẽ, bây giờ mình sẽ đặt tên file là gì? Mình sẽ đặt tên file là mili giây cái thời gian hiện tại cộng với đuôi của file ảnh, cộng đuôi file ảnh. Nhưng mà nãy giờ các bạn thấy là bây giờ để mình thử dd cái để mình in ra cái đây print r photo để các bạn xem qua cái file ảnh của mình bản chất lúc đầu nó sẽ có những cái gì nhá. Đây, nó sẽ có là tên file là gì này. Định dạng file là gì này. Cái này dạy hơi khó lấy. Và tiếp theo là file đang lưu tại thư mục đường dẫn kiểu mặc định là gì. Đó. Thư mục tạm thời ấy, nhớ không ạ? Và size của file là gì này. Thì bây giờ mình cần lấy cái chấm .png này này. Thì cách để lấy nó là mình sẽ lấy đương nhiên là thường mình thường hay lấy sẽ thường hay sau dấu chấm. Mình sẽ thường hay lấy sau dấu chấm. Này, mình sẽ có cái file extension này là đuôi định dạng của file này sẽ bằng photo tại name này và sau dấu chấm thì sẽ có dùng hàm là explode cũng được. Hàm explode này tức là sao? Nó sẽ cắt cái chuỗi chuỗi tên của ảnh cắt nhau bởi dấu chấm và mình sẽ lấy thằng ở vị trí thứ một, tức là khi nó cắt xong nó biến thành mảng, thằng A này nó sẽ là vị trí thứ không, thằng BNG sẽ vị trí thứ một và mình sẽ lấy thằng vị trí thứ một thì sẽ ra được đuôi file ảnh. Và bây giờ mình sẽ có tên tên ảnh sẽ giống như bạn Dũng Bùi vừa nói, dùng hàm time cũng được để lấy thời gian hiện tại. Nó sẽ là dùng hàm time này. Sau đó thì nối nhau bởi dấu chấm này. Và nối tiếp với đuôi của file ảnh. Đây, die. Đó, các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái file ảnh nó sẽ luôn, nó sẽ là thời gian và nó sẽ không có chuyện là trùng. Đấy, tải lại các bạn thấy thay đổi số rồi đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình như này. Đó, nó sẽ ra được một cái ảnh như này. Rồi mình tải lại, nó lại ra ảnh nữa. Cái này có hơi bị nhược điểm một tí, bởi vì chính vì do là nó là thời gian, nó không bao giờ kiểu trùng, nên là các bạn mà
cứ vừa rồi mình các bạn thấy là cứ mỗi lần mình tải lại trang thì nó lại insert ra thêm một cái ảnh nữa, đúng không ạ? Thực ra thế này hơi bị nhược điểm, nên là nhiều nơi thì nó lại làm theo cơ chế là nó sẽ lưu lại cái ảnh theo ID của cái product cũng được, là theo kiểu là làm chỉ là một một product thì sẽ có một ảnh, giả sử thế. Và khi mà product xóa đi thì sẽ xóa cái theo cái ảnh đấy cũng được, không sao cả. Còn bây giờ mình chỉ đang nói về vụ là để mà tránh trùng thì đấy là một cách, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ nhược điểm, các bạn vừa thấy nếu mà ảnh mà giống hệt nhau thì nó vẫn sẽ là bị trùng, vẫn bị lặp lại, đúng không ạ? Sao mình không lấy tên của nhà sản xuất ạ? Không không, mình lưu lại là mình lưu lại theo mã mà mình không lưu lại theo tên. Mình lưu lại trong DB, mình lưu lại theo mã, đúng không ạ? Để tên có thể thay đổi, còn mã thì nó sẽ không thay đổi, mình sẽ lưu lại theo cái mã thôi. Nói chung là nãy giờ đại khái các bạn thấy hơi bị mất công cái đoạn, mỗi cái đoạn về đăng file lên, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ làm nhanh. Connect này, chữ PP này. Đấy, tôi đang dạy rất là từ từ, có nhiều bạn mà biết đoạn này rồi các bạn sẽ thấy là khá là dài dòng, nhưng mà thế này nó mới kiểu tương đối đầy đủ, đúng không ạ? Đúng rồi, lưu lại theo mã sản phẩm thì nó ổn, nhưng mà về cơ bản thì các bạn sẽ phải insert trước đã, rồi các bạn select lại thì các bạn phải lấy được cái mã của sản phẩm. Nhưng mà cái bài toán lưu lại theo mã sản phẩm thì nó phù hợp với việc là một sản phẩm một ảnh thôi, còn nếu một sản phẩm nhiều ảnh thì cách này nó mới phù hợp hơn này, đúng không ạ? Hoặc các bạn lại có thể chơi cái trò là tạo hẳn thư mục theo mã sản phẩm, sau đó lưu lại tất cả ảnh trong cái thư mục đấy. Tuy nhiên ảnh vẫn có thể trùng nhé, nhưng mà về sau giải quyết bài toán đơn giản là khi mà mình xóa sản phẩm thì mình chỉ cần xóa cái thư mục theo ID của phần sản phẩm cũng được. Nói chung là mình đang dạy vẫn là chỉ ở mức cơ bản, mình chưa nói về bài toán là tối ưu ở đây. Các bạn sẽ có thể thắc mắc thì mình mới giải đáp. Chứ bây giờ mình mà cứ chuyên sâu về cái tối ưu quá, cũng như là dạy các bạn chuyên sâu quá, các bạn sẽ thấy nó bị phức tạp lên và các bạn sẽ bị đau đầu, đúng không ạ? Nên là mình vẫn chỉ đang dạy các bạn mức tương đối cơ bản thôi. Nhưng mà các bạn mà hỏi thì mình sẽ trả lời. Ok, đúng không ạ? Chứ không phải là tôi không biết mấy cái điều đấy đâu. Bây giờ tôi dạy cho mấy ông toàn cái nâng cao, rồi mấy ông sẽ thấy là kiểu, ui, mang tiếng là cơ bản mà tôi thấy đau đầu quá. Thực ra những cái nãy giờ đang nói nó cũng có tí nâng cao một tí rồi. Tính đến nhiều trường hợp nó là nâng cao rồi, đúng không ạ? Ông kia tên linh tinh rồi ông còn spam gì ấy. Tôi không cần mấy ông spam để kiếm tương tác đâu nhé. À đấy, thỉnh thoảng quên không đóng kết nối. Đấy, thỉnh thoảng tôi đóng kết nối cho mấy ông vui này. Đấy, chạy chạy này tạm thời không xem lỗi gì cả nhé. À quên quên quên. Bây giờ không phải photo nữa. À đây đây là lỗi các bạn cũng thấy này, array to string này. Nghĩa là cái lỗi này là lỗi khi mà mảng nó đang bị biến thành chuỗi. Trong trường hợp này photo đang là mảng, nếu các bạn vừa nãy để ý, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chỉ cần lưu lại tên của file ảnh hoặc đường dẫn đến cái ảnh. Đường dẫn ở trong trường hợp này nó sẽ là path file này, sẽ lưu lại cái này hoặc tên file ảnh cũng được. Tên file ảnh thì nếu thế tên file ảnh thì sẽ là file name này, sẽ là cái này. Ở đây sẽ là file name. Và mình sẽ lưu lại file name đây thôi. Như này, chạy này. Chạy thành công rồi, đúng không ạ? Nãy giờ không, nãy giờ chắc là bị khá nhiều thừa thừa ảnh. Tạo khá nhiều ảnh, đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ vào product này. Các bạn sẽ thấy có hai cái ở đây rồi. Echo array. Cái đoạn này vừa nãy là mình bị sai, nhưng mà SQL nó bị biến thành kiểu vẫn biến thành array, lưu lại chữ array, buồn cười.
bây giờ cái ảnh nó sẽ bây giờ mình sẽ không phải hiển thị là chữ ảnh nhảy đúng không ạ? Mình sẽ phải là thư mục ảnh sẽ là img ấy thôi. Và sẽ là thư mục photo, bởi vì các bạn nhớ không ạ? Mình nằm trong thư mục photo mà đúng không ạ? Đây, ảnh này bị lỗi chắc chắn rồi, bởi vì rõ ràng ảnh ấy làm gì có tồn tại đâu đúng không ạ? Cho 2 cho nó là 100 chẳng hạn. Đó, ok chưa? Đây mình sẽ sửa xóa đúng không ạ? Sửa này, xóa này. Ảnh này nhạy cảm quá không nhỉ? Mấy ông đừng có tố cáo kênh tôi nhé. Href ở đây là mình sẽ nhận đến form update đúng không ạ? Ông mốt nào đó xóa cái bình luận kia hộ tôi cái. Ngược mắt quá. Sửa. Đây này, mình sẽ ID bằng echo x tại ID này. Đây là sửa. Khi mình bấm vào sửa, tôi làm tính năng xóa trước đi. Tôi nhìn cái ảnh à, nhìn cái ảnh kia khó chịu quá. Xóa nhá. Xóa ngắn hơn mà đúng không ạ? Đây sẽ delete như này. Mình bấm vào đây sẽ xóa đúng không ạ? Mình tạo file xóa này. Này pp này. Đô la ID bằng đô la get ID này. Copy cái đoạn là kết nối này, các thứ này cho nhanh này. Và đổi đây là delete form product where id bằng id. Thế là xong. Mình đang chưa điều hướng gì cả về. Thực ra không, như mình đã nói, mình không nên dùng header sớm, bởi vì bởi vì kiểu nếu mà các bạn code có vấn đề lỗi gì đó, các bạn header về thì không hiển thị, không nhìn thấy kịp lỗi đúng không ạ? Đấy, bây giờ mình sẽ duplicate cái file insert để nó thành file update. Đó, như này. Khi mình bấm sửa. Đây. Nhưng mà bây giờ bản thân là mình cần vẫn phải lấy lại thông tin của sản phẩm để mà hiển thị ra ở đây. Điền trước tất cả thông tin. Đúng không ạ? Thì sẽ làm như nào? Mình sẽ là duplicate lên như này. Một cái sẽ là product này. X bằng my PLE fake này. Mình thường đặt tên ở đây, mình đặt tên kiểu như này cho tránh bị trùng này. Thế này sẽ không bị trùng nữa. Như này. Ok. Và đây sẽ là value này, echo là x tại name này. Đó. Thế là điền tự động điền đúng không ạ? Thế tôi thử cho mấy ông nhé. Photo này. Price này. Description này. Mấy ông sẽ thấy có một cái thứ ở đây nó không tự động điền được, đó chính là cái ảnh. Cái ảnh bản chất nó không thể tự động điền được, cho dù kể cả các bạn có truyền vào đường dẫn nó phải đúng như nào chăng nữa. Các bạn hiểu không ạ? Cái cơ chế của thằng này nó không cho phép điều đấy, nó không cho phép chọn lại cái cũ là master page. Ý bạn là cái vụ là master layout hay kiểu là chia bố cục của trang web á. Hình như là mình nhớ cái khái niệm master page đấy. À, cái nói chung là cái vụ ảnh nó sẽ không cho các bạn chọn lại cái ảnh cũ. Nó không cơ chế đấy. Nên là thường là sẽ có kiểu như này, thường tôi dạy sinh viên sẽ có hai cái.
thực thực sự là người người dùng không người người dùng đôi khi vào sửa, người ta đôi khi không cần sửa cái ảnh đâu, nên là nên nên là sẽ là theo kiểu là các ông nên hiện, thứ nhất là các ông vẫn phải nên hiển thị là ảnh cũ đấy, điều chắc chắn để người dùng biết được có nên sửa hay không. Nhưng mà khi mà người dùng chọn để sửa đúng không ạ, thì mình mới sửa, còn không thì mình phải giữ nguyên lại ảnh cũ đấy, bài toán nó phức tạp như thế cơ. Tắt cái stream gì đã. Ok, thì bây giờ thứ nhất là mình sẽ cần hiển thị lại ảnh cũ như nào đúng không ạ, chỉ đơn giản thôi. Rồi mình sẽ có ảnh cũ này. Đấy, mình sẽ vứt cái này vào trong đây. Đây là ảnh cũ photo này. Đây sẽ chiều cao cho nó là 100 chẳng hạn. Đây sẽ có ảnh cũ như này. Và đây sẽ là thường là tôi sẽ theo kiểu là một là đổi ảnh mới kiểu như này chẳng hạn. Hoặc giữ ảnh cũ kiểu như này. Ok không ạ? Đấy. Thì tức là một là người dùng có thể vẫn là chọn thêm một cái ảnh nào đó mới để mà thay đổi ảnh như này. Hai là giữ ảnh cũ, tức là không làm gì cả. Đúng không ạ? Thì cách tốt ở đây của tôi nữa đó là mình sẽ vẫn luôn truyền lên cái input, nhưng mà để hidden là name sẽ là photo ô chẳng hạn. Tức là ảnh cũ. Mình sẽ vẫn sẽ lấy được cái tên của cái file ảnh cũ. Tại sao lại cần phải làm như thế? Bởi vì mình kiểu tí mình sẽ chạy câu update mà đúng không ạ? Mình sẽ update. Update là mình sẽ update cả photo nữa. Thế nên là mình cần lấy lại, mình sẽ lấy lại luôn cái tên cũ để mình update vào thì nó sẽ không sao cả. Đúng không ạ? Nhưng mà đấy trong trường hợp mà người ta không chuyển ảnh mới lên thôi đúng không ạ? À ở đây các bạn thấy thực ra nó còn thêm cái nữa là nó không tự động chọn vào cái nhà sản xuất của tôi. Nhà xuất tôi vừa nãy đang để nó Apple thì không sao, nhưng mà nếu giả sử nhà xuất tôi đổi thẳng ở trên database này, để tôi đổi nhá, mình sẽ đổi nó thành nhà xuất thành mã là 6 như này đúng không ạ. Nhưng khi bấm vào sửa thì các bạn thấy thực ra nó vẫn chỉ lấy thằng đầu tiên vì mình chưa tự động chọn đúng không ạ. Thì mình sẽ chọn như nào, mình sẽ thường cho một cái if ở đây này, mình đang chạy vòng lặp ở đây nhá, đây vòng lặp đúng không ạ, vòng lặp ở đây để in ra tất cả các option có thể. Thì mình sẽ if ở đây ở trong vòng lặp là nếu mà đó là x tại manufacturer id bằng bằng với cái manufacturer id này này, thì mình sẽ có một cái selected selected này là sẽ chọn đúng không ạ, sẽ tích vào cái option đấy nó như này này đó, các bạn thấy nó sẽ tự động chọn đúng không ạ. Đúng rồi, nếu mà không file truyền lên thì mình không update, nhưng mà mình đang định là mình sẽ chỉ ghi đúng một câu SQL thôi, thay vì phải mất công ghi tận hai câu SQL. Bởi vì nếu thế các bạn sẽ phải ghi hai câu SQL, một câu SQL là có cả update photo và một câu SQL là không update photo đúng không ạ. Thì thay vì như thế thì mình sẽ làm theo cơ chế là kiểu chỉ có một câu SQL để update bao gồm cả photo. Đấy, đây đây mình thử ghi các bạn sẽ hiểu. Sửa. Đây là process update. Phải đặt tao canh giờ. Đây, thì à, thực ra mình nên lấy cái đoạn code cũ này thì hơn nhỉ. À, như này. À không, nhầm nhầm nhầm, nhầm. Ở bên manufacturer rồi. Đây như này. Thì bây giờ mình sẽ có cái photo photo này, thử các bạn để photo new cũng được cho phân biệt nó rõ ra. À, một cái là photo ô đúng không ạ?
Mình lấy theo đô la post, lấy ra key của value rồi. Mình không hiểu ý bạn lắm nhưng mà để mình cứ thử làm lại nhá. Xem bạn hiểu ý mình không nhá. Đây giả sử trong trường hợp mà mình có photo new này và photo old đúng không ạ? Thì mình sẽ phải kiểm tra xem là người dùng có chọn ảnh hay không trong trường hợp này. Thì các bạn thử xem, mình thử in hai trường hợp ra để các bạn xem ạ nhá. Mình sẽ die kết thúc ngay tại đây này để các bạn xem là đây đây trong trường hợp giả sử đây trường hợp không không chọn ảnh đúng không ạ? Bấm vào này. Ơ, đài đây rồi mình nhỉ? À nhầm nhầm nhầm. Tải lại trang đã. Vừa nãy vẫn đang nhảy sang process insert. Đây đây, trong trường hợp này các bạn sẽ thấy error 4 này. Sai là 0 này, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ nếu giả sử mình chọn cái ảnh, chọn một ảnh bất kỳ, đúng không ạ? Ấn vào sửa. Đó, thì các bạn thấy là error bằng 0 này và sai là con số lớn, đúng không ạ? Không phải con số 0 đúng không ạ? Đấy. Thì cách mình lấy ở đây mình có thể chơi trò đó là mình kiểm tra xem là mình thường ấy, thường là mình sẽ làm là kiểm tra xem là cái size của cái ảnh nó có là 0 hay không là được. Thì mình sẽ ở đây là đầu tiên là if cái photo new đúng không ạ? Photo new lại size mà lớn hơn không. Nếu mà nó lớn hơn không thì sao, đúng không ạ? Nếu mà nó lớn hơn không thì mình sẽ có cái đoạn đoạn này thôi. Có đoạn này để mà lưu lại cái ảnh đúng không ạ? Photo ở đây đổi mấy cái photo ở đây thành photo new này là xong. Thì cái file name ở đây sẽ như này. Và ngược lại thì sao? Thì cái file name của mình chính là cái photo ô như này. Nghĩa là cái ảnh cũ. Sau đó thì câu truy vấn của mình sẽ là update này. Update product đúng không ạ? Set. Ở đây sẽ là name bằng name. Name bằng name này. Có 5 trường đúng không ạ? 5 trường. Mình sẽ photo này. Price này. Manufacturer này. Và ID này. Mình quên truyền ID đấy. Đúng không ạ? Các bạn nếu bạn không nhớ nhớ thì mình quên truyền ID ở trong này. Mình sẽ để hai bên name và ID và value cho nó là đô la x tại ID. À đây select. Uầy, mình còn nãy giờ mình đang lấy hơi sai. Ok, đang lấy thằng đầu tiên nhưng mình quên chưa lấy theo đô la ID bằng đô la get ID ở trên này nữa. Quên đấy. Đây. Ở đây mình sẽ phải where ID bằng ID đây nữa. Nếu mấy ông chắc cú, mấy ông cho thêm limit 1 ở đây nữa cho chắc. Nhưng mà thường là chắc là không có chuyện ID trùng đâu. Đây mình bấm vào sửa. Thì nó sẽ làm là gì? Sẽ cập nhật như này. Đương nhiên đến đoạn photo này nó sẽ sai. Mà mình sẽ thay được photo nó vào đây như này nó mới đúng này. Đây trong trường hợp ảnh bằng. Đây để tôi test thử mấy ông xem nhé. Bây giờ không chọn ảnh đúng không? Vẫn giữ ảnh cũ nhé. Đổi đây là 12 này. Tao cắn giờ. Nhưng vẫn ngon này. Giá là 12 cành này. Cứ cứ giữ nguyên này đi. Ấn sửa này. Không thấy lỗi gì cả. Chắc là không vấn đề gì. Ở bên PP không có vấn đề gì. Thử sang bên SQL. Thử xem. Refresh lại. Ở đây xem mà. Không thấy có gì. Vẫn là táo cắn giờ. À rồi, chưa chưa đẩy description lên.
chưa chưa sửa description, bảo sao. Đây, sửa description này. Như các bạn thấy là 12 12 rồi, ảnh vẫn có vẻ giữ nguyên đúng không ạ? Tại tra phát nữa này. Đây này. Có vẻ vẫn ổn. Hả? Bạn kia đang nói việc là cập nhật theo key của post á. Key của post thực ra vẫn được, nhưng mà trong trường hợp đấy thì cái photo name này nó không đúng lắm. À, mình ý bạn là sẽ kiểu kiểm tra theo từng key ở đây đúng không? Thì cái đoạn đấy là mình sẽ chạy vòng for, for để mình kiểu x từng key để mà mình generate ra câu truy vấn á. Nhưng mà các bạn hiểu ý mình cái đoạn vừa rồi không ạ? Cái đoạn này đó là nếu mà file file ảnh truyền lên thì mình sẽ cập cập nhật đúng không ạ? Vừa rồi là không truyền lên cái ảnh nào thì nó sẽ như này. Bây giờ giả sử là mình sẽ truyền file ảnh lên như này. Thì ông kia là for x bấy nhiêu câu SQL để mà generate ra câu SQL, hay là bấy nhiêu câu SQL để update bấy nhiêu cái trường á. Nếu mà update bấy nhiêu lần thì tôi không khuyên mấy ông chơi trò này đâu nhá. Không phải truyền bao nhiêu lên rồi ông update bấy nhiêu đâu. Đúng không ạ? Hợp với việc là để generate ra câu SQL thì nó hợp lý hơn. Nhưng mà thực ra cái mà các bạn vừa nói nó sẽ còn bị lỗ hổng đấy. Nó bị lỗ hổng về bảo mật. Nghĩa là nếu thế thì có người dùng mà sửa cái name của cái trong post của các bạn mà các bạn chưa validate chẳng hạn, các bạn truyền lên sửa sửa những cái nó không, mình không quy ước ở đây thì nó cũng nguy hiểm. Ấn vào này không thấy lỗi gì cả. Đây mình sẽ thử thứ mình chỉ cần quay lại đây rồi tải lại trang là được đúng không, thấy ảnh thay đổi, thấy tức là ổn rồi đúng không ạ? Tức tức là mình đã cập nhật được ảnh, thế thôi. Cập nhật được ảnh rồi. Ảnh ở lỗi à? Ảnh hình như là vừa nãy mình, đúng rồi, vừa nãy mình lỡ nhảy sang file insert thành ra mình bị duplicate một cái. Đó, các bạn vừa thấy đầy đủ CRUD, nó là liên kết đến hai bảng đúng không ạ? Nó sẽ có thêm câu truy vấn để mà lấy từ cái bảng khác nữa, đúng không ạ? À quên quên quên. Còn bây giờ nốt 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 cái nữa đó là mình cần in ra được cái nhà tên nhà sản xuất. Đây. Tên nhà sản xuất. Ở đây chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy là ở trong bảng bảng này thì chỉ có manufacturer ID thôi, không có tên nhà sản xuất, đúng không ạ? Rồi mình lấy tên kiểu gì? Mình sẽ lại join thôi, mình sẽ join ở đây là mình join manufacturer on product chấm manufacturer ID này bằng manufacturer chấm ID này đúng không ạ? Và đây nhưng mà khi mà các bạn chạy như này này nó sẽ lỗi một cái, để xem tại sao lỗi nhé. Câu truy vấn này mình có gì sai? Sao form product join. Câu truy vấn này của mình có gì sai? Đợi mình tí. Nếu mà nó chạy bá lỗi như kia, tức là câu truy vấn sai đấy. À, thiếu chữ S. Đây, các bạn sẽ thấy là cái khi mà chạy cái này xong thì cái name này của mình nó bị ghi đè lên bởi name của thằng manufacturer và ID cũng thế, tất cả những cái thằng thằng nó bị join đằng sau nó sẽ ghi đè lên thằng nó trước. Nên thành ra là cách tốt của mình thường hay làm ở đây đó là mình sẽ thường hay ghi product chấm sao là lấy tất cả từ
tất cả cột từ bảng cô đắc. Sau đó thì mình sẽ lấy thêm những cái cột mà mình cần lấy thôi từ bảng này, và mình sẽ đổi tên cho nó là manufacturer ID, là name như này chẳng hạn. Và đây sẽ là manufacturer name như này. Đó thì nó sẽ ổn. Đó các bạn thấy không ạ? Đây 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 là về cơ bản, về toàn bộ về CRUD để mà kiểu liên kết hai bảng. Các bạn thấy là thực ra mình cũng nhắc đi nhắc lại về mấy cái kiểu xem thêm sửa xóa các thứ thứ cũng khá nhiều đúng không ạ? Gần như là cũng một buổi ôn tập nữa. Nhưng mà nói chung là thế này cũng tương đối rồi đấy ạ, là mình đã làm được tính năng ở bên bên admin như này, thì các bạn sẽ chỉ cần là gần như là làm lại đống này đã gần như nửa cái đồ án ở bên admin rồi. Bởi vì bên admin thực ra mình cũng không yêu cầu nhiều tính năng lắm. Muốn sửa kích cỡ của ảnh khi viết inline thì chỉnh được, với cái internal, viết kiểu external thì đôi khi là nó còn lưu cách CSS, nên là đôi khi là các bạn sẽ bị phải nó bị cách ấy, nên là các bạn phải xóa cách đi thì mới sửa được nhá. Các bạn nhớ không ạ? Có phần có tiện ích của mình clear cách này, các bạn tải về các bạn thử xóa đi, biết đâu chạy được. Nói chung là buổi sau của mình thì mình sẽ dạy các bạn về bên giao diện với khách hàng để hiển thị ra toàn bộ sản phẩm, xong rồi các thứ đúng không ạ? Lại kết hợp với phân trang và tìm kiếm nữa đúng không ạ? Không không, đồ án 1 thì không có tính năng gì là phức tạp cả. Đồ án 1 thì về cơ bản nó sẽ chỉ có tương đối như này thôi. Nó thêm sửa xóa tất cả các thứ. Ông kia đã nói về cái thống kê rồi cả. Tôi sẽ đồ án 1 thì tôi sẽ không dạy cho mấy ông mấy cái điều đấy. Còn nếu mấy ông vẫn muốn làm thì tôi vẫn cho phép. Nhưng mà tôi sẽ chỉ dạy toàn bộ những cái cơ bản nhất có thể. Đúng không ạ? Yên tâm, còn thêm những cái tính năng cũng có tí phức tạp nữa, giống như tôi nói phức tạp nhất của bên bán hàng so với bên tin tức, nó chính là cái giỏ hàng đúng không ạ? Thì tôi sẽ dạy mấy ông. Thế là cái mà tôi đang dạy này thì các bạn cũng ôm sang bên tin tức được mà đúng không ạ? Tôi đang dạy mấy cái này thì mấy ông sẽ thấy là thực ra nhà sản xuất này bản chất nó cũng là tác giả chẳng hạn, hoặc là sản phẩm nó sẽ là bài đăng tin tức chẳng hạn đúng không ạ? Đấy. Không 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 có phân quyền gì cả. Phân quyền các bạn chỉ thẳng vào trong code thôi. Làm chỉ là ai vào được gì gì đó, cái về bài toán về quyền hay các thứ thì nó liên quan đăng nhập thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái đăng nhập nữa. Nói chung là những buổi sắp tới nhé, mình sẽ dạy về thứ nhất là season này, đăng nhập này, nhưng buổi sau thì sẽ là giao diện với khách hàng này đúng không ạ? Nghĩa trang chủ này, sau bấm vào xem cụ thể đúng không ạ? Trang chủ này, xem cụ thể sản phẩm chẳng hạn. Chưa chưa làm cái vụ bên giỏ hàng vội, mà mình sẽ phải tìm hiểu về season liên quan đăng nhập trước đã. Đăng nhập này, đăng ký, thực ra đăng ký nó cũng đơn giản thôi, đăng ký nó bản chất nó là insert thôi mà đúng không ạ? Mình dạy các bạn về đăng nhập. Sau đó thì mình sẽ dạy các bạn về cookie để mà kiểu lưu lại phiên đăng, lưu lại trạng thái đăng nhập hay gì gì đó, lưu lại phiên đăng nhập đúng không ạ? Lưu lại đăng nhập. Sau đó thì mình mới dạy các bạn về giỏ hàng. Đúng rồi, người ta thường hay dùng local storage hoặc là thậm chí là lưu lại trong database giống như hôm trước các bạn nói. Nhưng mà mình dạy các bạn thì lưu lại trong system thôi. Đợi tí. Đợi tí mình xử lý con chó đã. Bạn kia bảo à, bạn kia bảo làm trang điều hướng là như nào nhỉ? Mình chưa hiểu ý bạn lắm.
trăng điều hướng là như nào nhỉ? Chắc là menu với cái thử à? Đúng đúng rồi, season mình hôm trước mình từng nói rồi đấy, đó là season mình không nói việc lưu giỏ hàng trong season thì nó là kiểu cái tiện nhất hay các thứ, mà mình dạy các bạn về việc lưu lại trong season đấy để các bạn biết qua khái niệm về mảng và biết qua khái niệm season thôi. Rồi cả thường là nhiều nhiều nơi bây giờ sẽ lưu ở trong DB, nhưng mà nó sẽ bị rác DB đúng không ạ? Không có khóa nào của mình dạy về API cả. Chắc là mình sẽ chỉ demo các bạn API ở những cái buổi live live code thôi. Bởi vì kiểu đến đến cả bên Laravel thì mình chỉ dạy các bạn cơ bản chứ không dạy các bạn chuyên sâu lắm. Phân trang thì hôm trước học rồi nhỉ, đúng không ạ? Cookie này, còn gì nữa nhỉ? Giỏ hàng này. Giỏ hàng ở đây sẽ là thêm sản phẩm hay xóa xóa giỏ hàng các thứ thứ. Sau đó còn xem giỏ hàng đúng không ạ? Thêm sản phẩm vào giỏ hàng này. Cập nhật số lượng này.